đây? Loại chuối, ui ôi, ngán quá rồi, cái khác đi. Gà rừng nướng, chấm cái gì đây? Xàm rang ít thai. Wow. Hay quá. Ngon quá. Ngon quá. Nhưng mà ăn món khác đi. Bạch tuộc siêu to à. Nhưng mà thêm con nữa đi. Wow. Nhìn ngon quá. Kể chú Thần ơi, hôm nay cho tôi ăn gì đây? Tôm hùm. Biến thêm đi. Hai con, thêm con nữa đi. Wow, ngon quá. Chấm với cái gì đây? Wow, đĩa muối ớt xanh thần thánh. Ngon như này phải chia sẻ thôi. Ngon lắm. Cái chú Thần ơi, hôm nay cho tôi ăn gì đây? Nhưng mà ngon ngon một tí đi, sang trang một tí đi nhá. Ôi trời ơi, con tôm to thế. Nhưng mà còn sống hay là chết rồi? Nó di chuyển lên trên rồi sao? Tôm neo cây chuối. Mày đừng có chạy mất nhá. Ôi ôi, mày sống thì làm sao mà ăn được? Chín đi. Chín rồi, trời cũng sắp tối rồi. Nhưng mà ăn như thế nào hả trời? Chấm với cái gì đây? Wow, muối ớt sữa. Wow, quật cái này trước đi. Ngon nhờ, tôi có nhớ nào. Quá ngon. Hôm nay ăn gì đây? Wow, sườn lướn, mật ong. Chấm với cái gì đây? Wow, tương ớt. Wow. Wow. Mấy vô nè. Ngon quá, nhưng mà chưa đủ độ cay. Wow, xam rang ít hai chưa khui. Wow.
gram X2 siêu cay. Wow. Ghê quá. Cay quá. Nhưng mà chưa đủ nhiệt. Ớt bột Hàn Quốc. Ủa, ăn gì ngon thế mày? Cho tao ăn với. Mày có ăn được cay không mà xin? Ăn cay là ngày của tao. Cho tao ăn đi. Ok, xem ra cái thai. Xem ra cái thai hả? Sơn. Hãy xem tao thể hiện đây. Xem ra phải chơi thế này này. Sụt. Chấm ngon quá. Cay thế. Ba mẹ nó cay vậy. Ai ơi, ta xem rồi.